Em Kim xin chào tất cả quý khách hàng đã xem kênh Kim Môn Cơ Giới VN cũng như là đang xem ở cái video ở trên cái Facebook và YouTube này cũng như là cái Zalo. Thì hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2022 em Kim có giao một em máy đào về Cần Thơ đấy cho một quý khách hàng ở công ty làm công trình ở Cần Thơ. Thì anh ấy có đặt bên em Kim 3 chiếc, một chiếc là 135. Hai chiếc 135 và một chiếc SK200SDR. Thì đặt cũng tầm khoảng 10 ngày trước. Thì sau 10 ngày là em Kim đã bảo dưỡng hoàn tất hết rồi, về chỉ có việc làm ngay và luôn. Đấy, thì em Kim bảo dưỡng hết rồi đấy. Thứ nhất là bảo dưỡng những gì em Kim sẽ thông báo luôn cho quý khách hàng nè. Thứ nhất là bảo dưỡng lọc lược, lọc gió, hai cái lọc dầu, một cái lọc hai cái lọc nhớt, một cái lọc dầu và một cái lọc gió hoàn toàn mới 100%. Thứ hai là nhớt máy, thì mình sử dụng nhớt Castrol loại có turbo là cái dòng nhớt tốt nhất cho cái dòng xe mà có turbo của mình ở đây đó. Thứ ba là mình kiểm tra đèn kèn đó, đèn thì có đèn nhấp nháy nè, rồi đèn chiếu sáng nè, để mình có thể làm công trình, mình làm ban ngày cũng được mà ban đêm mình cũng làm được đấy, để cho những anh tài xế mà người ta có đủ điều kiện mà người ta có thể làm ngày làm đêm đó. Thứ ba là mình sơn phết lại, dặm lại, nói chung là sơn lại toàn bộ chiếc xe, sơn lại toàn bộ chiếc xe nó như thế này ha, để mình dễ dàng mà vào công trình hơn. Thứ nhất là nó tươm tắt, nó sạch sẽ hơn, thứ hai là nó sẽ đẹp hơn, thì mình dễ dàng mình bỏ vào cái công trình nó dễ đấu thầu hơn, dễ trúng thầu hơn, cũng như là con xe mình nằm ở công trình mình làm nó cũng sẽ đẹp hơn nha. Đó. Thứ ba là mình sẽ kiểm tra hệ thống thủy lực, đo áp tất cả các bơm máy đó. Thứ tư là máy lạnh thì phải có đầy đủ, là vì công trình đa số bây giờ nó bụi bặm rất là nhiều, cho nên là đa số là em Kim sẽ kiểm tra và cho máy lạnh nó hoạt động tốt, để mà anh em mà mình tài xế ngồi ở trong cabin đó, mình vừa lái mà cũng có thể vừa thư giãn được đấy, để mà mình làm mình đỡ vất vả hơn. Đã làm cái nghề lái máy này nó đã cực rồi đó, anh em nào trong nghề thì lại biết hiểu được cái nỗi cực khổ khi lái máy. Nhiều khi cái công trình nó làm ở trong hút bà tó, ở trong đồi, trong núi, hoặc là trong cái vùng miền nó khó khăn, thậm chí mà mình mua một chai nước uống còn chưa có mà. Cho nên là em Kim cũng rất là thấu hiểu về vấn đề đó, cho nên là em Kim sẽ chăm sóc một chiếc xe như thế nào để cho anh em mà tài xế có thể lái một con máy mà mình cảm thấy thoải mái hơn, hết sức có thể đấy. Thứ ba là kiểm tra gì nhỉ? À, thứ ba là mình kiểm tra hết tất cả các hệ thống trên xe, cũng giống như là xích. Xích thì em cũng tháo ra, em coi à có bị vỡ một cái du lô nào không, nó có hư không, bánh răng nó có mòn chưa. Đó, thì nói chung là em đã kiểm tra hết toàn bộ các cái rồi. Đó, về thì bây giờ gào bọng thì em cũng đã làm. Bình thường quý khách hàng biết xong, khi mà người ta làm việc, người ta bán một cái xe về Việt Nam cho mình đó, cái gào bình thường nó đã mòn rồi. Nó mòn, nó không lủng, nó không gì hết, nhưng mà mình thấy cái độ mòn của sắt á, mình bán về cho anh em thì mẫu mã hình hài nó đẹp đó, nhưng mà về mình xài 3 tháng 1 năm nó sẽ bị mòn đi cái lớp đó, thì nó sẽ hư hao. Thì anh chị tài xế cũng giống như là quý công ty thì họ phải bỏ tiền bỏ vốn ra, họ phải làm một cái gầu mới hoặc đóng cái gầu mới, thì bỏ vốn ra thì nó không có bao nhiêu tiền, thực chất là không có bao nhiêu tiền. Nhưng vấn đề ở đây là chiếc xe của mình không hoạt động vài ngày thì đó là một cái điều thất thốt rất là nhiều cho quý công ty cũng như mấy anh tài xế. Thì xe không làm thì mấy anh cũng đâu có được lãnh lương đâu, đúng không nào? Cho nên là em Kim, bằng cách em Kim sẽ mua sắt đó, mình ốp vào gào, mình làm cho nó đẹp lại đó, giống như vậy. Bên đó là hầu như là nó tới 12 ly ha, 6 ly là em ốp dưới đáy và 6 ly là cặp thêm 4 cái miếng đó nữa. Thì khi mà anh chị mà tài xế mà quý công ty nào mà chạy mà đến nó mòn hết cái này đó là em biết là đủ điều kiện để lên bốc thêm 5-7 con xe bên em Kim nữa rồi đấy. Tại vì em Kim làm nó tới 12 ly lần, tại vì mình làm dày quá cái gào nó sẽ nặng, làm cái máy nó sẽ nặng, giống như con người mình mà cầm cái búa nặng quá thì cái lực đánh hoặc là cái lực mà đánh làm á nó sẽ bị yếu đi. Cho nên là mình làm cái gì nó cũng phải vừa đủ, cũng giống như dầu nhớt trong máy móc đi, dầu thì mình có thể châm nhiều được nhưng nhớt thì mình châm phải vừa đủ thôi đó. Nhớt máy mà anh chị mà cứ nghĩ là châm nhiều là nó sẽ tiết kiệm thời gian không đi châm nhiều lần, nhưng thực chất mình châm nhiều máy á, mình bắt nó làm việc quá tải, quá lạc tải thì cái máy của mình nó sẽ mau si. Anh chị cứ nghĩ rằng là mình đi dưới biển đi, mình lội tới đầu gối thì nó khác, mà đi mà xuống dưới biển mà mình lội nó tới cái đùi đi thì nó lại nó đuối chân mình. Máy móc cũng vậy, nhớt thì để cho nó vận hành ở trong đó,
nó trơn tru, nó vận hành thôi, chứ mình để nó nhiều quá nó sẽ bị xài thật chất rồi nó không ngon đấy, chứ không phải mình cái gì không phải nhiều mà ngon đó, cái gì nó cũng phải vừa đủ. Nhớt cũng vậy, dầu cũng vậy, là nó sẽ có một cái đường nhớt hồi về, mình châm đầy đi thì nó hồi, nó nhiều khi nó đổ, nó trào, nó ra, nó dư giả như vậy thì nó còn phí hơn là cái mà mình châm vừa đủ đấy. Thì đã hiện tại là đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ là xuất phát cho lên phà ha. Em Kim mời quý khách hàng đón theo dõi cái kênh, cái video tiếp theo nha, để em Kim đưa hai em máy đào này tận xuống dưới bến bãi, bến phà nhé. Rồi bây giờ là em Kim sẽ đưa cặp này đi trước nha, tí xíu về giao em này và kể cả em kia nha. Anh em nào mà muốn đặt hàng ở bên bếp Kim như thế này thì liên hệ ngay trực tiếp cho em Kim vào cái số 0966 340 640 để em Kim tư vấn cụ thể hơn nhé. Bây giờ thì em Kim xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng.